Thưa quý vị, không có nhiều cơ sở thờ tự, cũng không có nhiều đình chùa hay nhà thờ cổ xưa so với nhiều địa phương khác ở Việt Nam. Nhưng Vũng Tàu có những điểm tâm linh nổi tiếng, linh thiêng và kỳ bí. Trong số này, có một điểm đến đặc biệt ngay từ con đường dẫn đến đó, con đường xuyên qua biển. Đường xuyên biển dẫn đến đất thánh từng có trong truyền thuyết của người Do Thái. Những tưởng con đường xuyên biển chỉ có trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế, trên thế giới vẫn có con đường như vậy, như đường biển Jinro tại Hàn Quốc chẳng hạn. Còn tại Việt Nam, mà cụ thể là tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cũng có một con đường như thế dẫn đến một ngôi chùa rất linh thiêng giữa biển khơi, vừa thực vừa hư bởi nó lúc ẩn lúc hiện. Từ bãi sau của thành phố Vũng Tàu nhìn ra biển có một hòn đảo nhỏ tên gọi Hòn Bà, diện tích khoảng 5.000 m². Tương truyền cách đây hơn 2 thế kỷ, vào năm 1781, một hương chức thôn hội làng Thắng Tam đã dựng ngôi miếu trên Hòn Bà để thờ Thủy Long thần nữ, cầu thần chở che cho ngư dân địa phương ra biển luôn thuận buồm xuôi gió. Từ khi có ngôi miếu, ngư dân trong vùng ăn nên làm ra, nhiều gia đình ngư dân khấm khá sung túc. Miếu Hòn Bà vì thế càng hiển linh. Sự hiển linh của miếu Hòn Bà còn được lưu truyền bằng sự việc. Năm 1939, một sĩ quan người Pháp tên Achinat cho bắn bể miếu, nhưng chỉ có một phát trúng vào góc miếu. Viên sĩ quan này sau đó không lâu phải bỏ mạng ngay tại miếu vì dùng súng bất cẩn. Năm 1971, một người ở Trà Vinh tên là Thanh Phong đến Vũng Tàu lập nghiệp, đứng ra quyên góp tiền của sửa chữa lại ngôi miếu trên Hòn Bà. Trải qua nhiều lần trùng tu, miếu Hòn Bà có kiến trúc như ngày nay, cao 4 m, bên trong là điện thờ các vị thần linh. Bên dưới có một tầng hầm dài 6 m, rộng 3 m. Đây từng là nơi hội họp của đồng bào chiến sĩ yêu nước thời kháng chiến giành độc lập dân tộc. Hòn Bà cách bờ chỉ gần 500 m, nhưng rất tách biệt và chơi vơi vì không có một kết nối nào với bờ. Nhưng đó chỉ là khi triều lên, lúc thủy triều xuống sát đáy, mặt biển như tách làm đôi. Con đường đá dẫn đến đảo Hòn Bà bất ngờ hiện ra. Lưu truyền, những ai dám vượt qua con đường xuyên biển kỳ bí đến tận miếu Hòn Bà nguyện cầu sẽ được Thủy Long, thần nữ, minh giám phù hộ. Bởi dài chưa đến 500 m, mà để đi hết con đường phải mất hơn 30 phút và phải rất kỳ công. Tôi thấy đây là một cái vị trí rất là đặc biệt, nằm giữa biển. Cảnh đẹp, không phải là nơi nào ở cũng có. Nên là du lịch tỉnh nhà cũng tôi nghĩ là nên quan tâm hơn một xíu để có thể phát triển hơn, để nhiều người ở mọi vùng miền đất nước có thể biết đến địa điểm này. Cái điều độc đáo và cái điều tâm linh đó là khi nào nước rút thì mới qua được cái chỗ này. Nhưng mà nước rút đúng một cái con đường để mình qua đây. Đó là theo tôi là tôi cảm thấy về mức độ tâm linh là cái vùng đất Vũng Tàu này thì cho con người mình là có thêm một cái điểm tựa gì đó về tâm linh. Đường xuyên biển đến Hòn Bà Vũng Tàu được coi là một trong năm con đường đi bộ lạ kỳ nối giữa đảo với đất liền ở Việt Nam, cũng là con đường rẽ biển hiếm hoi trên thế giới. Riêng con đường dẫn đến Hòn Bà còn mang ý nghĩa tâm linh, đường đến với thần linh. Qua bao thời gian hàng trăm năm, Hòn Bà với ngôi miếu thờ Thủy Long thần nữ vẫn cứ kỳ bí huyền ảo với chính cư dân địa phương, huống hồ với du khách gần xa.